Ứng dụng của cây. Trong nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu các ứng dụng của cây để biểu diễn cây giao phả, biểu diễn mô hình quản lý, biểu diễn hệ thống dữ liệu, cây quyết định, cây trò chơi, cây nhị phân biểu diễn biểu thức toán học, cây nhị phân tìm kiếm và mã hóa dữ liệu. Ở đây là một cái mô hình biểu diễn cây giao phả. Ví dụ như Abraham đẻ ra các người con là như thế này. Có bạn nào có thể giải thích cho thầy cái cây giao phả này là danh sách này lấy ở đâu ra không? Trong một gia đình hả thầy? Có bạn nào lớp mình có bạn nào theo đạo không? Cái này hình như bên trong Kinh Thánh ấy thầy. À đúng rồi. Nếu bạn nào đọc Kinh Thánh sẽ thấy Abraham rồi sinh ra các người con như thế này. Sau đó các người con lại đẻ ra cháu. Đấy, thì tuy nhiên là chính thống thì Isaac. Đấy. Sau đó Jacob là được coi là tổ của người Israel này. Cái này bà các bạn đọc Kinh Thánh thì sẽ thấy rõ điều này nhé. Thì đây là một hình thức biểu diễn cây giao phả. Ứng dụng thứ hai của cây đó là để biểu diễn mô hình quản lý của tổ chức hoặc cấu tạo hợp chất. Chẳng hạn, chúng ta thấy đây là một sơ đồ hình cây biểu diễn mô hình quản lý của một cơ quan, tổ chức, công ty. Trên đầu tiên là có giám đốc, dưới có phòng nghiên cứu và phát triển và phòng marketing. Dưới trong phòng nghiên cứu và phát triển có phần quản lý nghiên cứu, quản lý phát triển phần mềm. Phòng marketing thì có nhân viên bán hàng và nhân viên marketing. Mô hình cây cũng được biểu diễn mô hình tổ chức của một đơn vị. Chẳng hạn, sơ đồ này là một biểu diễn về mô hình tổ chức của trường Đại học Giao thông Vận tải. Giả sử chúng ta xét về mặt chuyên môn thì chúng ta có các khoa như khoa công nghệ thông tin, khoa cơ bản, khoa công trình, khoa điện điện tử, vân vân. Trong khoa thì có các bộ môn, ví dụ như khoa công nghệ thông tin thì có bộ môn khoa máy tính, bộ môn công nghệ phần mềm, bộ môn mạng và hệ thống thông tin. Cây cũng được sử dụng để biểu diễn cấu tạo hợp chất trong hóa học. Chúng ta biết đây là cấu tạo hợp chất butan. Cây cũng được sử dụng để biểu diễn hệ thống file dữ liệu. Đây là mô hình biểu diễn các file dữ liệu được lưu trữ trong máy tính. Còn đây là mô hình biểu diễn dữ liệu của một cuốn sách. Cuốn sách thì chia ra làm các phần, trong phần này có các chương mục, trong các chương này có các mục, vân vân. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cây quyết định. Các cây có gốc có thể được sử dụng để mô hình các bài toán, trong đó có một dãy các quyết định để dẫn tới bài toán. Như vậy, trong cây quyết định thì mỗi đỉnh trong tương ứng với một quyết định, và một cây con tại mỗi đỉnh là tương ứng với quyết định tại cái đỉnh đó. Và lời giải của bài toán là những đường đi đến các lá. Chúng ta lấy ví dụ, giả sử rằng có 7 đồng xu có cùng trọng lượng và một đồng xu giả nhẹ hơn các đồng xu khác. Hỏi cần bao nhiêu lần sử dụng một cái cân cân bằng để xác định đồng xu nào trong số 8 đồng xu trên là giả. Đưa ra một thuật toán tìm đồng xu giả. Theo đề bài, chúng ta có 7 đồng xu thật có cùng trọng lượng và một đồng xu giả nhẹ hơn 7 đồng xu còn lại. Và chúng ta có một cái cân cân bằng như thế này. Yêu cầu là hãy đưa ra một thuật toán tìm cái đồng xu giả đó. Thế thì chúng ta có thể sử dụng một cái mô hình cây quyết định để đưa ra cái lời giải. Gọi các đồng xu được đánh số lần lượt từ 1 đến 8.
Như vậy chúng ta sẽ lấy 6 đồng xu đầu tiên đưa lên cân. Đây là cái gạch ngang ở giữa thể hiện là cái cân. Còn đồng xu 1, 2, 3 được đặt ở cái khay bên trái. Đồng xu 4, 5, 6 được đặt ở cái khay bên phải. Như vậy nó có 3 khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là cái khay bên trái gồm 3 đồng xu 1, 2, 3 là nhẹ hơn. Trường hợp thứ hai nó là cân bằng. Trường hợp thứ ba là cái khay bên phải chứa các đồng xu 4, 5, 6 là nhẹ hơn. Như vậy, theo đề bài thì cái đồng xu giả nó nhẹ hơn. Chính vì thế, bây giờ chúng ta xét cái tình huống thứ nhất là cái khay bên trái chứa 3 đồng xu 1, 2, 3 là nhẹ hơn. Cái khay bên phải chứa 3 đồng xu 4, 5, 6. Như vậy, bởi vì nó nhẹ hơn nên chắc chắn nó chứa đồng xu giả. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 2 đồng xu 1, 2 đặt lên cân lần thứ hai, đó là đồng xu 1 vào khay bên trái, đồng xu 2 vào khay bên phải. Thì nó cũng xảy ra 3 tình huống. Nếu mà cái khay bên trái nhẹ hơn thì khẳng định là cái đồng xu 1 là giả. Trường hợp thứ hai nó là cân bằng. Cái đồng xu thứ 1 với đồng xu thứ 2 là bằng nhau, như vậy chắc chắn là cái đồng xu thứ 3 là giả. Còn trường hợp thứ 3 là cái khay bên phải nhẹ hơn thì chứng tỏ cái đồng xu thứ 2 là giả. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp thứ 2. Trong lần cân thứ nhất thì 3 cái đồng xu 1, 2, 3 và 4, 5, 6 ở mỗi khay bên trái và phải là cân bằng. Như vậy chúng ta khẳng định là cái đồng xu, hai cái đồng xu còn lại sẽ chứa một đồng xu giả. Như vậy đến đây nó cũng có thể xảy ra hai khả năng. Một là khay bên trái nhẹ hơn, tức là cái đồng xu thứ 7 là giả. Còn cái trường hợp cân bằng thì nó không xảy ra, bởi vì theo đề bài chắc chắn nó phải có một đồng xu giả, nên là trường hợp này là không thể xảy ra được. Và nó còn lại một cái trường hợp thứ hai, đó là cái khay bên phải nhẹ hơn, tức là cái đồng xu số 8 nhẹ hơn. Như vậy chắc chắn đồng xu số 8 là giả. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp thứ ba trong lần cân thứ nhất, đó là cái khay bên phải nhẹ hơn. Như vậy chắc chắn đồng xu giả nó sẽ là một trong ba đồng xu 4, 5 hoặc 6. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện cân lần 2 bằng cách đưa đồng xu 4 và 5 lên mỗi khay. Bây giờ nó sẽ xảy ra 3 trường hợp. Một là cái khay bên trái nhẹ hơn, như vậy kết luận được cái đồng xu số 4 là giả. Trường hợp thứ hai là nó cân bằng, tức là 4, 5 bằng nhau, như vậy cái đồng xu thứ 6 còn lại nó sẽ là giả. Trường hợp thứ ba đó là cái khay bên phải là nhẹ hơn, vậy thì chúng ta kết luận được đồng xu thứ 5 là giả. Như vậy chúng ta đã xây dựng một cái cây quyết định để giải cái bài toán tìm đồng xu giả trong 8 đồng xu. Chúng ta lấy một ví dụ về cây quyết định khác, đó là cây quyết định tuyển nhân viên chưa lập gia đình và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên chúng ta có là bạn đã có gia đình chưa? Thì ở đây nếu có rồi thì là không đồng ý, bởi vì tiêu chí ở đây là tuyển nhân viên chưa lập gia đình nên là không chấp nhận. Trường hợp thứ hai là chưa lập gia đình thì lại hỏi tiếp bạn có bằng đại học không? Thì câu này nếu trả lời là không thì chúng ta sẽ có đáp án, có quyết định là không chấp nhận, bởi vì mục đích là tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học. Nếu câu trả lời là có thì chúng ta đến câu hỏi thứ ba là bạn có tốt nghiệp loại xuất sắc không? Nếu câu trả lời là không thì là không chấp nhận, bởi vì chúng ta cần tuyển người tốt nghiệp đại học xuất sắc. Câu trả lời là có thì là chấp nhận. Ứng dụng thứ 5 của cây đó là biểu diễn cây trò chơi.
Cây có thể được sử dụng để phân tích các loại trò chơi cụ thể như tic-tac-tu, checker và chơi cờ. Khi đó, đỉnh của cây sẽ là một vị trí mà trò chơi có thể có. Còn cạnh chính là thể hiện các di chuyển hợp lệ giữa các vị trí. Chúng ta lấy ví dụ, đây là trò chơi cờ caro. Đầu tiên là một cái ô trắng, thì người chơi có thể chơi vào bên trái ở giữa hoặc là các ô như thế này. Tất nhiên là có nhiều lựa chọn, tuy nhiên là chúng ta lấy ví dụ là ô bên trái trên, ô giữa che trên, vân vân. Rồi giả sử đối với trường hợp người chơi thứ nhất chơi chọn ô trên bên trái, thì người chơi thứ hai cũng có các lựa chọn đặt các ô của mình vào các vị trí còn lại, và cứ tương tự như thế. Ứng dụng thứ 6 đó là cây nhị phân biểu diễn các biểu thức toán học. Khi đó, một cái đỉnh trong cây sẽ biểu diễn phép toán, còn lá sẽ là biểu diễn số hạng, có thể là biến hoặc số. Và phép toán sẽ thực hiện trên các cây con trái và cây con phải. Lưu ý, cây con trái sẽ là số hạng thứ nhất, cây con phải là số hạng thứ hai. Chúng ta lấy ví dụ, hãy tìm các biểu thức dạng trung tố của các cây sau đây. Ví dụ như chúng ta có một cái cây biểu diễn biểu thức toán học như thế này. Thì đầu tiên, cây con trái thực hiện phép toán đối với cây con phải. Sau đó, ở đây chúng ta lại có phép toán, như vậy ở đây nó thể hiện là kết quả của cái phép toán cộng này nó sẽ là số hạng thứ nhất của cái phép chia. Như vậy chúng ta sẽ có là x cộng y, đây nó chính là cái cây con này, cây con trái, chia cho cái cây con phải chính là x cộng với 3. Còn trong cái cây nhị phân biểu diễn biểu thức toán học này thì chúng ta sẽ có là x cộng với y chia cho x, sau đó tất cả cộng với 3. Chúng ta xét cái cây thứ 3 thì chúng ta có biểu thức là x cộng với y chia cho x cộng 3. Ví dụ thứ hai, tìm cây nhị phân biểu diễn biểu thức x cộng y bình phương, cái mũi tên đi lên là thể hiện lũy thừa, cộng với x trừ 4 chia cho 3. Hãy cho biết dạng tiền tố và hậu tố của biểu thức. Thế thì cách thức làm của chúng ta đó là chúng ta biểu diễn cái biểu thức toán học này bằng cây nhị phân. Sau đó chúng ta thực hiện các cách thức duyệt cây khác nhau. Dạng tiền tố của biểu thức chính là kết quả duyệt cây nhị phân theo thứ tự duyệt trước. Trong phép duyệt trước thì chúng ta duyệt gốc trước các cây con, sau đó mới đến duyệt đến cây con trái, rồi đến cây con phải. Và chúng ta lặp đệ quy cái việc đó, do vậy chúng ta sẽ có là kết quả dạng tiền tố của cái biểu thức này. Đó là cộng lũy thừa, cộng x, y, rồi đến 2, rồi đến chia, đến trừ x, 4, 3. Thế còn dạng hậu tố của biểu thức này đó chính là kết quả duyệt cây nhị phân theo thứ tự sau. Duyệt cây theo thứ tự sau có nghĩa là chúng ta duyệt cây con trái trước theo thứ tự duyệt sau, đệ quy. Duyệt cây con trái trước, sau đó duyệt cây con phải trước theo thứ tự duyệt sau, cuối cùng mới đến gốc. Kết quả duyệt cây nhị phân theo thứ tự sau sẽ là x, y cộng 2 lũy thừa, x, 4 trừ 3 chia cộng. Ví dụ thứ 3 là tính giá trị của biểu thức tiền tố là cộng trừ nhân 2, 3, 5 chia lũy thừa 2
3, 4. Để tính giá trị biểu thức ở dưới dạng tiền tố thì chúng ta sẽ thực hiện từ phải qua trái. Khi gặp phép toán thì chúng ta thực hiện phép toán tương ứng với hai số hạng ngay bên phải. Kết quả của phép toán sẽ là một số hạng mới và chúng ta lại tiếp tục làm như vậy. Cụ thể đối với biểu thức ở dạng tiền tố như thế này thì chúng ta sẽ duyệt từ phải qua trái. Chúng ta gặp phép toán đầu tiên là lũy thừa thì chúng ta thực hiện là 2 lũy thừa 3 sẽ là 8. Tiếp đến chúng ta lại thay thế cái phép toán này bằng giá trị 8 và chúng ta gặp phép toán thứ hai là phép chia thì chúng ta lấy 8 chia cho 4 được 2 và chúng ta thay thế vào đây. Và chúng ta lại tiếp tục đi từ phải qua trái. Chúng ta đến phép nhân thì chúng ta thực hiện là 2 nhân với 3 được 6 và chúng ta thay giá trị 6 bằng cái phép toán này. Và chúng ta lại tiếp tục đến cái phép trừ, chúng ta lấy 6 trừ đi 5 được là 1 và chúng ta viết đến đây, chúng ta còn lại phép toán cộng là thực hiện phép toán cộng với 1 với 2, chúng ta được kết quả là 3. Chúng ta lấy ví dụ 4, tính giá trị của biểu thức dạng hậu tố 7, 5 cộng 2 lũy thừa 10, 4 trừ 3 chia cộng. Chúng ta có cái cách tính giá trị của biểu thức ở dạng hậu tố như sau. Chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Khi gặp một phép toán thì thực hiện phép toán với hai số hạng ngay trước nó. Kết quả của phép toán sẽ lại trở thành một số hạng mới và chúng ta lại tiếp tục thực hiện từ trái sang phải. Cụ thể với biểu thức cho trong đề bài. Đầu tiên chúng ta duyệt từ trái sang phải, chúng ta gặp phép toán đầu tiên là phép cộng, chúng ta thực hiện 7 cộng với 5 bằng 12 và chúng ta thay thế cái phép toán này bằng giá trị 12. Chúng ta có 10, 12 rồi đến 2. Chúng ta lại gặp phép toán lũy thừa thì chúng ta lấy 12 lũy thừa 2 được 144, chúng ta thay thế cho phép toán và chúng ta lại tiếp tục đến 10, 4 rồi chúng ta đến cái phép toán trừ thì chúng ta thực hiện phép toán trừ với hai số hạng ngay trước nó, 10 trừ đi 4 là 6. Như vậy chúng ta thay cái phép toán này bằng giá trị 6, chúng ta có tiếp tục đến 3 thì chúng ta gặp phép chia thì chúng ta sẽ thực hiện là 6 chia cho 3 được 2. Chúng ta thay thế phép toán này bằng giá trị 2, chúng ta có 144 với 2 và chúng ta gặp cái phép toán cộng thì chúng ta được kết quả là 146. Tiếp theo là chúng ta có cây nhị phân tìm kiếm. Chúng ta biết được rằng là việc tìm kiếm các phần tử trong một danh sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất nó phát sinh trong ngành khoa học máy tính. Và mục tiêu chính của việc tìm kiếm đó là làm sao có thể đưa ra một cái thuật toán tìm kiếm nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thế thì cây nhị phân tìm kiếm ấy, chính là nhằm vào mục đích đó là thực thi một cái thuật toán tìm kiếm các phần tử một cách hiệu quả khi các phần tử đã được sắp xếp. Thế thì cây nhị phân tìm kiếm về bản chất đó là một cây nhị phân. Trong đó mỗi con của một nút sẽ là con trái hoặc con phải và không cái nút nào hoặc là đỉnh nào có nhiều hơn một con trái và một con phải. Nói cách khác là mỗi đỉnh có nhiều nhất là có hai con. Và mỗi đỉnh hay là mỗi nút sẽ được gán nhãn bằng một key là một trong số các phần tử cần tìm kiếm. Và các đỉnh được gán nhãn key sao cho key của đỉnh là lớn hơn tất cả các key trong cây con trái và nhỏ hơn tất cả các key có trong cây con phải. Chúng ta lấy ví dụ, hãy tạo một cây nhị phân tìm kiếm cho các từ sau, từ Mathematics, Physics, Geography, Zoology, Meteorology, Geology, Psychology và Chemistry. Hãy xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm cho các từ trên theo thứ tự từ điển ABC.
Thế thì trước tiên là chúng ta có cái từ đầu tiên là mathematics. Sau đó chúng ta bổ sung cái từ physics vào. Thì chúng ta thấy chữ physics nó lớn hơn mathematics theo thứ tự từ điển nên nó sẽ được xếp sang bên phải. Kế đến là chúng ta đến từ geography. Chúng ta thấy geography thì nó nhỏ hơn mathematics nên nó được xếp bên trái. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ zoology. Thì chúng ta thấy được là zoology thì nó lớn hơn mathematics. Đồng thời nó cũng lớn hơn physics. Chính vì thế nó phải nằm ở bên phải của nút physics. Kế đến chúng ta có từ meteorology. Thì chúng ta thấy là cái chữ M này á là meter thì nó lớn hơn cái chữ mathematics. Nhưng mà nó lại nhỏ hơn cái chữ physics. Chính vì thế nó sẽ nằm ở là con trái của cái nút physics. Kế đến chúng ta có từ geology. Thì chúng ta thấy được là cái từ G, bắt đầu bằng chữ G nên là nó sẽ nhỏ hơn mathematics. Đồng thời nó lại lớn hơn cái chữ geography bởi vì cái chữ này nó bắt đầu bằng chữ L. Còn ở đây là chữ G nên nó sẽ lớn hơn. Vậy thì nó sẽ nằm bên phải của cái chữ này. Như vậy chúng nó nằm ở phía bên này. Kế đến là từ psychology. Thì chúng ta thấy là cái chữ này á, nó lớn hơn cái chữ mathematics nên nó sẽ nằm bên phải của cái chữ mathematics. Nhưng mà nó lại lớn hơn cả cái từ physics. Tuy nhiên nó bắt đầu bằng chữ P nên nó sẽ nhỏ hơn chữ Z nên là nó sẽ nằm bên trái của cái nó là con trái của chữ zoology. Và cuối cùng là chữ chemistry. Chữ chemistry nó sẽ bắt đầu bằng chữ C, chính vì thế nó nhỏ hơn chữ mathematics. Nó cũng nhỏ hơn chữ geography nên nó sẽ nằm bên trái của chữ geography. Đấy, như vậy là chúng ta đã xây dựng được một cây nhị phân tìm kiếm cho các cụm từ này. Giả sử bây giờ chúng ta cần tìm kiếm chữ zoology thì chúng ta thấy là cái chữ zoology nó lớn hơn chữ mathematics thì chúng ta đi sang bên phải. Nó lớn hơn chữ physics thì chúng ta đi sang bên phải tiếp và chúng ta thấy được là nó bằng chữ chúng ta tìm được cái cụm từ này mà chỉ mất 2 lần so sánh thôi. Nên là cái phương pháp này nó rất là hiệu quả trong tìm kiếm. Ứng dụng tiếp theo đó là mã hóa dữ liệu. Chúng ta tìm hiểu một loại mã đó là mã tiền tố prefix code. Chúng ta xét bài toán sử dụng Showbiz để mã hóa các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Bảng chữ cái tiếng Anh có tổng số là 26 chữ cái. Như vậy chúng ta có thể sử dụng một Showbiz có độ dài 5. Bởi vì Showbiz có độ dài 5 thì có tổng số là 2 lũy thừa 5, tức là 32 Showbiz khác nhau có độ dài 5. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái Showbiz có độ dài 5 này để mã hóa bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ cái. Giả sử văn bản cần mã hóa có n chữ cái, như vậy chúng ta cần 5 nhân với n bit. Chúng ta thấy rằng là trong một đoạn văn bản, trong một file văn bản thì có những chữ cái xuất hiện nhiều, có những chữ cái xuất hiện ít và điều này dẫn đến sự lãng phí số bit. Chính vì vậy có một nhu cầu là cần phải tìm một cách mã hóa nào đó với số bit ít hơn. Bởi lẽ với số bit ít hơn thì đương nhiên sẽ tốn ít thời gian mã hóa hơn. Đồng thời khi truyền dữ liệu trên đường truyền sẽ nhanh hơn. Và chúng ta có một cách mã hóa đó là mã tiền tố. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một loại mã đó là mã hóa Huffman.
Trước hết chúng ta xét cách mã hóa tiền tố. Cách mã hóa tiền tố sử dụng sâu bit với độ dài khác nhau để mã hóa các chữ cái. Chữ cái xuất hiện với tần suất nhiều thì sẽ được mã hóa với sâu bit ngắn. Còn chữ cái xuất hiện với tần suất ít thì sẽ được mã hóa với sâu bit dài. Và để đảm bảo mỗi sâu bit chỉ tương ứng duy nhất với một chữ cái, thì các chữ cái được mã hóa sao cho sâu bit mã hóa của mỗi chữ cái không bao giờ xuất hiện, như là phần đầu của cái sâu bit mã hóa cho chữ cái khác. Chính vì vậy, nó có tên gọi là mã tiền tố. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cây nhị phân biểu diễn một mã tiền tố. Các lá trên cây sẽ biểu diễn chữ cái. Mỗi cạnh trên cây sẽ được gắn nhãn 0 hoặc 1. Cạnh sẽ có nhãn là 0 nếu đó là cạnh còn trái, và sẽ có nhãn là 1 nếu đó là cạnh còn phải. Như vậy, sâu bit mã hóa chữ cái sẽ chính là một dãy các nhãn của các cạnh trong đường đi từ gốc tới lá mà chữ đó là nhãn. Chúng ta lấy ví dụ cho cây sau biểu diễn việc mã tiền tố cho các chữ cái A, E, N, S, T. Hãy cho biết các sâu bit ứng với các chữ cái. Như vậy ở đây chúng ta thấy các lá của cây chính là các chữ cái, còn các cạnh trên cây chính là các nhãn 0 hoặc 1. Con trái là 0, con phải là 1. Như vậy chúng ta sẽ thấy chữ cái E có mã là 0, chữ cái A có mã là 1, 0, chữ cái T có mã là 1, 1, 0, chữ cái N có mã là 1, 1, 1, 0, chữ cái S có mã là 1, 1, 1, 1.